ai giật nhất thì bất lực, dù hầu như là chủ cảm của mình. Cái cảm giác nó gì thức của bạn không trong suốt đời. Nhưng thật ra thì cha sợ cái gì kia chứ? Có chuyện gì mà nếu nó xảy ra thì cha sẽ không dám mà đối mặt xung đột với nó. Cha tuổi vẫn mạnh mẽ khi cần bảo vệ người khác và cha chẳng sợ ai. Nhưng điều đáng sợ là cái khác đi, một cái gì không tên chưa từng biết trong chính bản thân cha. Một nỗi đột nhiên cái đó sẽ lọt vào ý thức và bắt chỗ cha bất ngờ thì sao? Còn khác đi, kém cha 18 tuổi lại đang trưởng thành vượt hơn cha. Không, nó không phải là thành, nó cũng gần gần như tất cả đó. Có điều không bao giờ chấp nhận hết thành, dù mất mát như thế nào, dù số phận dáng đòn đau như thế nào, điều đó cha hay chẳng qua là cha tưởng tượng rằng con ấy như thế, tôi điểm cho nó trong trí tưởng tượng của mình.